Xin chào các em, hôm nay Ba Mở xin giới thiệu với các em đây là một cái mô hình tàu lửa loại nhỏ ha. Loại nhỏ, loại này thì chút xíu thôi đó, có thể các em có thể thấy nè, nó khoảng nằm ở hai găng tay của anh ơi. Và hiện tại thì anh đã ráp xong cái đường ray của nó rồi. Rồi bây giờ là anh cho các em xem ba đoàn tàu ha. Ba đoàn tàu này rất là dễ thương nha. Đây các em thấy nè, đoàn tàu đầu tiên là to tàu chính, ở giữa là chở đồ ha, rồi ở cuối là người ta chở người. Vậy hôm nay chúng ta sẽ xem tốc độ trò chơi này như thế nào. Rồi các em xem coi chừng nào là coi như là cái to tàu này sẽ xúc ra nha. Bắt đầu chuẩn bị 2 3. Đến giờ là đã hơn 2 phút hơn, tuy nhiên đoàn tàu vẫn chạy đúng trên đường băng của chúng ta, vẫn chưa thấy sự cố trục trặc gì xảy ra nha. Đó 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 đó, có một sự cố là coi như là bị lệch từ ngay rồi đó em. Đó đó, nó chạy hơi bị lệch rồi đó. Tuy nhiên thì đoàn tàu vẫn lăn bánh một tốc độ rất là nhanh và vẫn chưa bị lệch ra khỏi đường ray. Các em hãy xem ha, nó tự lắc luôn. Đó, đến giờ vẫn chưa bị lật bánh luôn, quá chạy rồi. Rất là hay ha, đồng tài chúng ta rất là hay, chúng ta vẫn không bị lệch bánh nha, rất là ok. Đây.